Dạo này mẹ không gặp con nhiều, con đừng có giận mẹ nha. Mẹ đừng lo cho con. Hè này con tham gia hoạt động đoàn trường rất là nhiều, nên mẹ không phải sợ con buồn đâu. Cảm ơn con đã hiểu cho mẹ. Mẹ ơi, ơn đã khỏe lên nhiều chưa mẹ? Con rất là muốn đi thăm ơn, nhưng mà lại sợ ơn không thích. Sức khỏe của Ân đã ổn định nhiều rồi con à. Dạo này á, Ân khác trước khá nhiều. À, hay là hai mẹ con mình ghé nhà thăm Ân nha. Dạ, chút nữa con có chuyện bận rồi mẹ. À, công việc làm thêm của con ở quán ăn như thế nào rồi? Có cực nhọc không con? Quy nói cho mẹ biết sao? À, không phải, mẹ tình cờ nhìn thấy thôi. Con và Quy thân nhau lắm phải không? Học chung một lớp mà làm thêm mất cùng một chỗ nữa. Còn với Quy chỉ là bạn bình thường thôi. Bởi vì con đã xác định đây là giai đoạn cần phải tập trung cho việc học, nên sẽ không nghĩ nhiều đến những chuyện khác đâu. Con à, làm thêm nó cũng là một việc tốt, nhưng mà đừng để bản thân phải cực nhọc quá. Nếu như con thiếu tiền sinh hoạt á thì mẹ. Tiền mẹ cho con còn dư dả rất là nhiều, nhưng con vẫn muốn đi làm thêm để dành. Sau này có sang đó, có cần thì xài. Cảm ơn. Cảm ơn em. Uống nước đi con. À, còn chuyện du học của con sao rồi? Dạ, con vừa mới được nhận thêm một suất học bổng dự bị bên đó, nên chắc con sẽ sang đó sớm. Chắc là khoảng tháng 9 thôi mẹ. Chuyện này con mới vừa được thông báo ngày hôm qua, nên chưa kịp báo cho mẹ biết. Chỗ bang mà con học á, mẹ có một người bạn rất thân. Nếu như con cần gì á thì mẹ sẽ nói gì ấy chăm sóc cho con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Tháng 9 còn hơn một tháng nữa. Thôi đừng uống nước nữa con, mẹ con mình đi mua sắm đi. Từ đây hơn một tháng nhưng mình chuẩn bị đây là vừa rồi con à, chúng tôi không kịp đó. Phục vụ ơi, tính tiền đi. Mẹ Phải để cho mẹ lo cho con một chút gì chứ. Mẹ là mẹ của con mà. Đi đâu lang thang vậy? Đi loanh quanh một chút cho nó thoải mái thôi. Để tụi này sẽ lên đi chơi ha. Thôi, mình hơi mệt, mình muốn về nhà nghỉ. Cứ suốt ngày ở trong nhà như vậy nó mới mệt đó. Đi chung với tụi này bảo đảm sẽ hết mệt liền à. Bữa khác nha. Thôi, không nói nhiều nữa, đi thôi. Để thôi hai bạn cứ đi trước đi, mình đi chậm lắm, mình sẽ theo ở phía sau. Đi chung, một là như vậy, hai là mình đi nhà đây. Được rồi, được rồi, mình trước đi. Lại không có nhỏ làm bài nữa phải không? Dạ bác, bác la con ở đây thôi nha. Lúc mà có mặt tụi nó bác đừng có la, không con mắc cỡ mà con không có đi học. Không có làm bài, bị la là phải rồi, căng nhăn cái gì? Dạ thì tại ở nhà con phải rửa chén, con phải làm việc nhà quá trời luôn, cho nên con đâu có thời gian đâu. Phim tình yêu tham vọng còn mấy tập nữa con? Dạ còn 5 tập. Không có thời gian để học bài mà lại có thời gian để luyện phim. Dạ thì tại ở nhà thím Tám coi cho nên con coi kế. Không có biện minh nữa, không điểm. Con chào bác giáo. Em là chị ba. Chào chị. Dạ con chào bác giáo, chào chị ba. Vâng.
Ờ, hai người này qua đây thì biết rồi, còn đây qua đây làm chi vậy? À, em nghe nói á, bữa nay bác giáo phát kẹo, cho nên em qua xin. Trời, tôi có nghe nhầm không? Nay công chúa nhà chú mình biết nói giỡn đó hả? Chào bác Trúc nha. Dạ. Trang nghe này con. À, vậy thì con. Mấy đứa ngồi chơi nha. Tụi nhỏ nó tới á, nhớ gọi bác. Dạ. Hình như bác giáo có vẻ không được vui. Chắc tại công chúa nhà bác giáo không có về thăm bác nữa mà. Mà thôi, đem kẹo rồi đâu, đem ra chia đi. Từ từ, phải đợi mấy đứa nhỏ đã chứ. Thôi, đem ra lấy vài cục ăn đi rồi ngồi nói chuyện cho vui. Em chịu thua chị rồi đấy. Đây này. À, mấy đứa nhỏ nó ngóng hai đứa em đi dạy lại lắm á. Ủa, Duy Giang cũng có dạy ở đây nữa hả? Ờ, thì lâu lâu cũng có. Thì từ cái bữa bác giáo bận, bác giáo nhờ em mà em từ chối á. Nhờ vậy nên Huy mới có cơ hội để làm việc tốt á. Dạ, lần đó em bận thật mà. Vậy bây giờ Ân cũng muốn tham gia không? Có Giang với lại Huy rồi, thêm Ân nữa là thừa đó. Thừa là thừa thế nào? Tính toán hết cả rồi mới rủ bạn. Vậy khi nào cần thì gọi ha. Ân hứa rồi đó nha. À, mà hồi trước á, bác giáo làm giáo viên ở trường nào vậy? Ơ, cái con nhỏ này nó chậm, nó không tin, nó sợ. Ai nói với em là bác giáo làm giáo viên vậy? Thì em nghe mọi người vẫn kêu bác là bác giáo mà. Thì bác tên là giáo, không gọi là bác giáo thì gọi là bác gì. Mà trước đây bác giáo cũng làm bảo vệ ở trường mình ấy. Vậy hả? Vậy mà em cứ tưởng. Đúng là không quan tâm gì hàng xóm láng giềng mà. Vậy thì bây giờ quan tâm cũng đâu có muộn đâu. Ừ, có lòng thì không bao giờ là muộn hết. Mà nè, có cơ hội để cho em chụp công nè. Tối nay á, em về em nói với cha em tăng lương cho chị đi. Cái chị này. Đứa nào sách cũ quá, tay coi. Dạ, để đâu mà bác? Ờ, để đó đi. Lát con sách về, bên cho con ăn nha. Cho con hả? Tại vì hồi con bệnh nằm trong bệnh viện đó. Ê, bà con ở đây nè, ai cũng gửi cho con người ký đường, hộp sữa. Nay con về rồi á, có nhiều người họ không biết, họ cũng gửi tiếp tục rồi con. Dạ, bác giáo cho con gửi lời cảm ơn tới mọi người. Em, chị cũng có hai hộp sữa đặc nữa đó. Em cảm ơn chị. Khỏi, cái gì tối em về á, em nói cha em tăng lương cho chị là được rồi. Trời đất ơi, chị này. Chị chào bác giáo. Ờ. Chào bác. Trời, tính ra ủng hộ hủ tiếu của chú. Mà nay dọn sớm vậy? Bữa nay đông khách quá, cho nên hết sớm. Tôi để tôi đàn cho anh món tép rang dừa tối nay, hiểu không? Được đó. Tối nay tôi quan kế nhà chú nha. Dạ. Ờ, hồi nãy mới gặp con Ân, dạo này thấy nó khỏe nhiều quá nha. Bệnh của nó thuyên giảm nhiều rồi anh ạ. Dạ, thì nhờ vậy á, cho nên chú mình mới đỡ rầu, không là nguy cấp lắm, ảnh hưởng tới cả cái ngành ẩm thực của cả xóm mình luôn á. Dữ vậy đó hả? Dạ, mà không những chú Bình rầu không đi bán hủ tiếu thì khách không có hủ tiếu ăn, mà cái món cơm tấm á cũng bị đi xuống thảm hại nữa đó. Hay quá hai bé bà, mới nói cái gì đó. Dạ, thì ai kia buồn lây rồi ảnh hưởng tới sự nghiệp bán cơm tấm mấy chục năm. Rồi bữa kia cơm bị sóng nhăn răng, người ta ăn người ta kêu quá trời đó. Nhớ không người ơi? Buôn bán đắt khách, dọn hàng sớm quá mà sao trả tiền cho tôi vậy ta? Chào cô. Ủa? Tưởng quên tôi rồi chứ. Tụi mình đi chỗ khác nói chuyện với con không? Không đi đâu hết trơn á. Tôi muốn đứng đây nói chuyện à. Chuyện gì vậy Bình? Dạ không có chuyện gì đâu anh. Gì? Mượn tiền tôi mà nói không có gì là sao? Cái gì? Mượn tiền hả? Chứ còn gì nữa. Tôi nói mấy người nghe làm chứng giùm cho tôi. Cái ông này nè, mượn tiền của tôi, bây giờ không chịu đóng tiền lời cho tôi đó.
Thật xin lỗi vì đã đóng tiền lời trễ cho cô. Tôi định qua cô để đóng tiền lời. Sẵn có cô ở đây. Dạ. Cho tôi gửi. Còn thiếu 500 ngàn nữa. Với số tiền này đủ 3 ngày lời rồi mà. Thiếu lời 3 bữa, cộng vô vốn thành lời mới. Trời đất. Ủa tính gì kỳ vậy? Thì kỳ còn sao? Ngày mai lo đóng lời đúng cho tôi nha. Đừng có để tôi qua lần nữa là mệt đó. Về tụi bay. Lúc đầu tôi chỉ mượn có 15 triệu thôi. Nhưng mà lãi mẹ lãi con, bây giờ cộng lại thì 35 triệu. Sao mà ác nhân quá vậy? 15 triệu mà bây giờ thành 35 triệu. Anh Bình, sao anh cần tiền xây sở? Anh không chịu nói với em. À, còn tôi nữa. Sao chú không hỏi? Đi hỏi làm chi cái kẻ cho vay nặng lãi? Để rồi bây giờ á, nó khổ như vậy nè. Mọi người ai cũng phải làm bụng cực khổ, thì tôi đâu nỡ lấy tiền của mọi người. Ủa, mẹ con nhỏ về không có giúp gì được cho chú sao? Khi mới về nước bà cũng lo cho con nhỏ nhiều lắm. Nhưng sau đó người chồng hiện giờ giữ hết tiền, cho nên cũng bất lực, không giúp được gì nữa. Thôi, bây giờ chuyện nó đã lỡ rồi, phải tìm cách chi để mà giải quyết. Anh có tiết kiệm khoảng 15 triệu tiền lương hưu, anh đưa chú giải quyết trước cho người ta. Chứ để rồi lẽ mẹ đẻ ra lấy con là chết đó. 20 triệu còn lại thì em có thể lo được. Không cần đâu. Chuyện này là chuyện của tôi, thì tôi đâu nỡ để cho mọi người gánh thay. Tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết. Mọi người yên tâm đi, đừng lo. Anh nói gì đi? Căn bệnh của Ân còn phải chữa trị trong một thời gian dài. Ân sẽ khiến cha mắc nợ bao nhiêu nữa đây? Đó chỉ là những khó khăn nhất thời thôi. Ân đừng vì những chuyện như vậy mà suy nghĩ lung tung nha. Nè, đừng im lặng như vậy chứ. Làm sao kiếm được 35 triệu? Huy cũng không biết nữa. Hay là để Ân đi năn nỉ bà ta nha. Một công việc vô ích. Ân đừng có suy nghĩ bậy nha. Yên tâm đi, Ân sẽ không làm những chuyện thiếu suy nghĩ đâu.
Ân sao nữa vậy? Số tiền đó thật không dễ không nghĩ đến. Sao tôi chưa đi ngủ vậy? Cha làm xong cái này cha đi ngủ liền. Con có để dành được 6 triệu. Ngày mai con ra ngân hàng rút rồi đưa cho cha nha. Sao tự nhiên cho tiền cha vậy? Hồi chiều lúc về nhà con đã nghe được chuyện mượn tiền. Con vô dụng quá, chỉ toàn làm khổ cha mà thôi. Con à, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng được bình yên. Đây chỉ là khoảng thời gian khó khăn, nhưng mà cha chỉ cần có con ở bên cạnh, dù khó khăn cách mấy, cha tin rằng mình cũng sẽ vượt qua. Con hiểu ý của cha không? Con biết mình phải làm sao rồi. Còn chuyện nợ nần á, cha đã tính rồi, có cách trả thì cha mới dám mượn, chứ cha đâu có dám làm liền. Con đừng có lo gì hết. Cha cho con phụ cha nha. Khi nào cần cha sẽ nói với con, được chưa? Cho đến hôm nay tôi mới nhận ra mình đã sống thật ích kỷ, chỉ biết nhận lấy mà chưa từng biết trả, chứ đừng nói là cho đi. Muộn vẫn còn hơn là không. Tôi sẽ học cách sống không chỉ biết nhận lấy, cũng từ hôm nay. Tôi chưa kêu cháo thịt bầm ở nhà nấu. Thầy nấu hả? Không được sao? Dạ được. Cảm ơn thầy. À mà khoan, được hay không thì phải thử mới biết. Em nói chuyện với thầy nha. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ăn món nào dở em như vậy hết. Em diễn xuất cũng khá lắm. Không ngờ là thầy nấu ăn ngon thiệt. Tôi hỏi em một câu được không? Dạ, thầy đã hỏi thì làm sao học trò dám không trả lời chứ. Em không sao thầy cô. Em hơi mệt, với lại thấy đau. Trả lời lại đi. Em hiểu là tôi muốn hỏi gì. Em là một người rất thực tế. Có những chuyện nếu lo nghĩ mà không giải quyết được gì lại làm cho bản thân mệt mỏi hơn đó, thì em sẽ không suy nghĩ nữa. Nếu tương lai sắp tới phủ phàng đến mức em không thể làm bác sĩ ngoại khoa nữa, chắc chắn là em sẽ buồn một thời gian rất dài. Nhưng mà em tin em sẽ đứng lên được. Em là một bệnh nhân ngoan đó. Vậy thì có thưởng không thầy? Tất nhiên là có rồi, nhưng không phải bây giờ. À, phải rồi, em không định báo với gia đình sao? Bộ thầy không muốn nấu cháo cho em ăn nữa hả? Nghiêm túc. Em muốn biết kết quả cuối cùng rồi mới báo, cũng chỉ ngày mai thôi mà.
Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em cũng nghĩ vậy. Em ăn đi. Bây giờ mình đi chưa anh? Xin lỗi em, chiều nay anh có việc bận rồi. Anh nói vậy là sao? Em xin lỗi bác Minh giùm anh. Anh sao vậy? Mình hẹn trước cả tuần rồi mà. Anh bận gì vậy? Anh xin lỗi, thật sự là anh có việc phải làm. Anh có biết bác Minh không phải muốn gặp là gặp hay không? Em đã tốn biết bao công sức để sắp xếp cuộc gặp này cho anh. Thật ra anh bận chuyện gì vậy? Chiều nay Hoàng Dung với Tháo Băng, anh muốn đích thân đưa cô ấy đi. Cái gì? Em có nghe lộn không vậy? Anh từ bỏ gặp mặt người có thể nâng đỡ anh, chỉ đưa học trò của anh đi Tháo Băng thôi sao? Anh đã làm cho cô ấy bị thương, và vết thương có thể để lại di chứng. Anh nghĩ mình nên có trách nhiệm. Với lại từ nay, em đừng tốn công sắp xếp những cuộc gặp gỡ như vậy nữa. Anh đơn thuần chỉ muốn làm những công việc chuyên môn, những chuyện lợi danh khác anh không quan tâm. Được rồi, anh yên tâm đi, từ nay em sẽ không bao giờ nhiều chuyện nữa đâu.